God is with us, and He doesn't leave us. And that's supposed to be our joy, our so much happiness that no one can take away from you. So many of you went to confession last week. Don't worry, I don't remember what to confess. Don't worry about it. Right? But when you go to confession, it was very good, because when you let out all that blocked you from recognizing God being with you, you slowly using your in your daily life as students and daughters and sons, slowly working to ask God to help you to experience His presence in your life and to have joy that no one can take away. That is the purpose of Christmas, is to let us know that our joy, our ultimate happiness comes when we understand and we've experienced God's presence with us, no matter what. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em thân mến, theo truyền thống, Chủ nhật thứ ba của vọng được gọi là Chủ nhật vui mừng. Nhưng cái từ vui mừng này nó không chỉ là một cái từ, nhưng mà cái từ Latin mà dùng là gaudete, nghĩa là tất cả mọi người hãy vui mừng, là một lời kêu gọi cho chúng ta. Sở dĩ Chủ nhật thứ ba này được gọi là Chủ nhật chúng ta hãy vui mừng, vì tất cả các bài đọc, đặc biệt bài đọc 1, bài đọc 2, đều mang âm hưởng của những lời mời gọi là mọi người hãy vui mừng. Trong bài đọc 1, sự vui mừng đến khi dân Do Thái qua lời tiên tri. Được tiên tri cho biết rằng mặc dù những tội lỗi dân đã gây ra, sự hiện hữu của Thiên Chúa luôn luôn ở gần, và Chúa đã dẹp bỏ những phán xét để đến với dân Ngài. Thì lý do thứ nhất để vui mừng đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống qua sự tương quan giữa Chúa và con người. Ở bài đọc thứ hai trong thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, lý do chúng ta vui mừng là tại vì Thiên Chúa xuống thế làm người và ở gần chúng ta. Sự vui mừng này nó đến với khía cạnh về thời gian. Đó là Thiên Chúa không chỉ ở ngoài thời gian nhìn chúng ta sống khổ, sống cực, nhưng Thiên Chúa sai con một ngày đến ở giữa chúng ta và con người của Đức Giê-xu Kitô. Và đó là niềm vui của chúng ta. Thành ra chúng ta có hai lý do để mà vui mừng. Vui mừng thứ nhất, lý do thứ nhất là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và lo lắng chúng ta, và mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, Thiên Chúa không bao giờ bỏ đi những tội lỗi. Và lý do thứ hai chúng ta vui mừng là Ngài sai con một ngày xuống thế để chứng tỏ cái mối tương quan này. Vui mừng đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa trong mối liên hệ và sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của con người. Trong bài tin mừng, sau khi ông Gioan đã giả kêu gọi mọi người sám hối để đón Chúa, thì họ hỏi ông: chúng tôi phải làm cái gì? Xin thưa, cái từ làm cái gì nó không phải là cái gì cũng làm. Làm cái gì nó khác cái gì cũng làm. Nhưng cái từ làm cái gì, cái từ như làm nó nói là phải làm cái gì cho đúng và cho chính xác để mang lại lợi ích cho con người. Là một cách chúng ta dịch những cái lời mà cái đám đông, người thu thuế và những người môn linh hỏi ông Gioan đại giả rằng, chúng ta phải dịch rằng chúng tôi phải làm cái gì cho đúng để cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng tôi. Và mặc dù người ta hỏi ông, có cái ba nhóm người: đám đông, thu thuế, quân lính. Do ông đại giả đưa ra hai câu trả lời và được tóm tắt bằng bốn chữ: bác ái và công lý. Đối với đám đông, ông nói chiên cơm xẻ áo, đức bác ái. Đối với những người thu thuế và những người quân lính, ông nói sống đúng mức lương của mình, đừng ăn gian, đừng làm hại người ta, công lý và bác ái. Lời Thánh Gioan nói chúng ta, nếu chúng ta muốn cảm nhận được cái niềm vui mừng có Chúa ở
đó, bác ái và công lý. Và công lý đến chúng ta, đến với chúng ta bằng việc chúng ta làm những gì chúng ta cần làm đối với nhiệm vụ của chúng ta. Những người thu thuế đừng thu nhiều, chỉ thu đúng mức thôi. Còn những người lính đừng làm hại người ta đối với sức lực của mình. Công lý và bác ái là cách để chúng ta cảm nhận được cái niềm vui khi chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa ở với chúng ta. Nhưng nói như thế này thì có thể người ta nói đạo Công giáo giống như tất cả đạo khác là sống tốt, là sống lành, thì chẳng qua đạo Công giáo cũng như vậy thôi. Nhưng xin thưa, đây là một nhận xét có phần thiếu sót. Tại vì sau khi làm tròn bổn phận công lý, làm việc tốt, bác ái, những lợi ích của tinh thần chúng ta nhận được đó, thứ nhất là được sự bình an. Vì con không phải sợ, con không phải lo là con còn thiếu cái này, thiếu cái kia trong nhiệm vụ của mỗi con người được giao. Vậy thì chúng ta bớt lo lắng về những cái sự bận tâm khác, thì lúc đó cái linh hồn của chúng ta mới có dịp, có thời gian để mà từ từ được để ý hơn, để được chăm sóc hơn. Và qua các bí tích, qua lời Chúa, chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa hiện hữu một cách tích cực và một cách có thể chúng ta nắm lấy Ngài được trong cuộc sống của chúng ta. Nếu con nói đạo Công giáo chỉ sống tốt, làm tốt thôi, vậy thì con phải có hỏi cái tiếp, rồi sống tốt, rồi sống làm nhiệm vụ được cái gì? Dù khi chúng ta làm sống tốt, sống đúng nhiệm vụ, chúng ta được lộ nhất. Không khổ thì cũng lộ, mà không lộ thì cũng khổ. Thành ra chúng ta nếu có thể đặt câu hỏi về chiều sâu nữa, chúng ta làm như vậy, chúng ta làm được tròn cái nhiệm vụ của chúng ta và có đức ba cái, chúng ta không phải bận tâm, và từ đó chúng ta thấy là con người chúng ta cần hơn vấn đề thể xác và cần vấn đề về tâm hồn. Và khi chúng ta đến nhà thờ và phục Chúa, thì có chúng ta qua các ký tích, qua lời Chúa, chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa đến gần, không chỉ trong mối tương quan của chúng ta đối với Chúa, mà trong ngay cả trong thời gian của con người của chúng ta đến với Chúa. Con xin để một câu hỏi ở cuối bài giảng của con là câu hỏi như thế này: những đám đông đó, những người dân, những người thu thuế và những người lính đó, họ có sống giàu hơn khi họ nghe lệnh Thánh Gioan không? Họ có sống bình an hơn khi họ theo lời Thánh Gioan không? Con nghĩ họ sống, nếu con đoán, so với những người thu và trước thu nhiều, thu ít, thì họ không giàu hơn là chắc chắn. Nhưng mà được cái bình an là được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Người Công giáo chúng ta cũng khổ như nhau, nhưng chúng ta có một cái lợi là được Thiên Chúa đến và mời gọi chúng ta mở lòng đến với Ngài, để chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, để chúng ta không phải lo lắng và dành nhiều thời gian để chăm sóc cho chính tâm hồn của chúng ta. Như vậy chúng ta sống một cuộc sống đúng, một cuộc sống con người có linh hồn và thể xác, hơn sống con người như những con người khác không phải Thiên Chúa tạo dựng. Ngày hôm nay chúng ta chủ nhật thứ ba mùa vọng vui mừng. Chúng ta vui mừng vì Chúa đến với chúng ta. Chúng ta vui mừng vì Thiên Chúa không ngại những sự tội lỗi, nhưng Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trong tương quan với Ngài và trong thời gian cuộc sống tìm đến với Ngài. Chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Mong chúng ta sống bác ái, công lý, chu toàn bổn phận, để chúng ta thấy được sự hiện diện của Ngài. Được như vậy,